Năm học mới đón điêu hơi giảm tới 70% khi mua các sản phẩm công nghệ tại Hoàng Hà Mobile như smartphone, laptop, tai nghe, chuột hàng hiệu chính hãng. Các bạn học sinh sinh viên ơi, quét ngay mã QR để xem điêu nhá. Chào các bạn, mới gần đây, Nhật Bản đã được cho là quyết định sẽ viện trợ quân sự cho Việt Nam cùng một số nước khác. Đây là điều được xem là bước ngoặt của Nhật Bản, bởi trước giờ họ không viện trợ quân sự cho nước ngoài. Mà để làm như vậy, họ đã phải phá lệ, sửa lại quy định của pháp luật. Nhưng tại sao Nhật Bản lại làm như vậy? Và Việt Nam có gì mà Nhật lại viện trợ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé! Theo nguồn tin từ báo chí Nhật, thì Bộ Ngoại giao nước này đang lên kế hoạch cung cấp viện trợ an ninh cho các quốc gia cùng chí hướng, trong đó có Việt Nam. Những nước nhận viện trợ được Nhật Bản gọi là những nước cùng chí hướng. Theo đó, các quan chức ngoại giao của Nhật Bản đang xem xét đưa các quốc gia bao gồm Việt Nam, Philippines, Indo, Papua New Guinea, Mông Cổ và Djibouti. Đây là những quốc gia được nhận định là đối tác địa chính trị quan trọng của Nhật Bản. Nhật Bản gọi những khoản hỗ trợ này là OSA. Giải thích một chút về OSA. Thì vốn dĩ trước đây, Nhật Bản thường xuyên hỗ trợ tiền và vật chất để giúp các nước khác phát triển kinh tế hoặc các lĩnh vực khác về môi trường hay về an sinh xã hội, vân vân. Và nguồn hỗ trợ đó được gọi là ODA. ODA thì có nhiều gói khác nhau, có những gói thì hỗ trợ không lãi suất, có gói thì hỗ trợ lãi suất thấp, thậm chí có những gói hỗ trợ là cho luôn, không cần hoàn lại. Tuy nhiên, ODA thì không được dùng cho lĩnh vực an ninh quốc phòng. Thế nên gần đây, Nhật Bản mới đưa ra một chương trình mới để hỗ trợ về quốc phòng và an ninh cho các nước khác. Họ gọi đó là OSA. Mục đích hỗ trợ của Nhật Bản là để giúp các nước có chung mục tiêu ngoại giao và một số mục đích khác với Nhật Bản trong việc tăng cường khả năng cảnh báo và giám sát lãnh thổ, cũng như trong các lĩnh vực như chống khủng bố và cướp biển. Khoản viện trợ sẽ bao gồm các trang thiết bị quốc phòng như hệ thống vệ tinh liên lạc, thiết bị radar và tàu tuần tra, cùng với các hình thức viện trợ khác như xây dựng cảng phục vụ chung mục đích quân sự và dân sự. Một nhà phân tích về chính trị quốc tế của Nhật Bản đã nói rằng hỗ trợ an ninh chính thức OSA sẽ là động lực để Trung Quốc thực hiện các kiềm chế, từ đó dẫn đến hòa bình và an ninh trong khu vực. Đối trọng quyền lực là cần thiết để Nhật chung sống với Trung Quốc, không phải là để đối kháng với nước này. Như vậy, dù cơ quan nhà nước chưa chính thức đưa tin, nhưng chúng ta có thể tạm cho rằng các gói hỗ trợ này là nhằm mục đích kìm hãm Trung Quốc. Và đúng như nhà phân tích trên nói, đối trọng về quyền lực sẽ là động lực để các nước chung sống hòa bình, chứ không phải là để đối kháng với Trung Quốc. Điều này có lẽ là một nguyên tắc rất cơ bản trong cuộc sống. Đơn giản như ngày xưa mình đi học, mình nhỏ con nên hay bị bắt nạt vì mấy thằng mất dạy kia chỉ cần nhìn ngó ngó. Thấy mình có lẽ là đẹp trai hơn, là chúng nó đấm cho vài phát không cần suy nghĩ. Nhưng khi mình chơi với mấy thằng cũng to không kém, là chúng nó sợ không dám đánh nữa. Việc mình chơi với mấy thằng to không phải là để đánh lại mấy thằng này, mà chỉ là để tạo ra sự đối trọng, nhờ vậy mà tạo ra hòa bình. Như vậy, muốn hòa bình thì phải cân đối về sức mạnh. Nếu một kẻ mạnh, một kẻ yếu thì rất dễ đấm nhau. Thế nhưng tại sao Nhật Bản lại chọn Việt Nam? Xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chiến lược của họ. Thì có lẽ tương tự như góc nhìn của Mỹ, cả về vị trí địa lý và cách ngoại giao của Việt Nam đều giúp Việt Nam trở nên có ảnh hưởng trong khu vực và quan trọng hơn trong mối quan hệ của các nước, đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc kìm hãm sự bành trướng một cách vô phép của Trung Quốc, và Nhật Bản thì rất quan tâm đến Biển Đông. Cụ thể thì từ năm 2015, khi Mỹ đưa hạm đội tàu đến tuần tra ở Biển Đông thì Mỹ đã gọi Nhật tham gia cùng. Phát biểu trước báo chí, Phó Đô đốc Hạm đội 7 của Mỹ tại Thái Bình Dương nói rằng hoạt động của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại khu vực Biển Đông là có ý nghĩa trong tương lai. Những đội tàu cá, tuần duyên và hải quân của Trung Quốc trên Biển Đông đang áp đảo các nước láng giềng. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã phát biểu với người dân Nhật Bản rằng tình hình Biển Đông ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Nhật. Còn chuyên gia quân sự thuộc Viện Quốc tế Nhật Bản thì nhận định về tầm quan trọng của Biển Đông đối với Nhật là Biển Đông quan trọng đối với Nhật vì 3 điểm chính. Thứ nhất là Biển Đông là đường biển quan trọng cho Nhật Bản. Hơn 70% số dầu nhập khẩu của Nhật phải đi qua đường này. Nhật Bản vì vậy cần phải có tự do hàng hải trong khu vực. Mà nếu Trung Quốc thành công trong việc chiếm toàn bộ khu vực biển mà họ gọi là đường 10 đoạn phi pháp. Nếu bạn nào theo dõi kênh Kiến thức Thú vị thì đã cập nhật thông tin rằng trước Trung Quốc vẽ có 9 đoạn thôi, nhưng từ khi bản đồ mới gần đây họ đã vẽ vào đoạn thứ 10. Nói chung là dù 9 đoạn hay 10 đoạn mà Trung Quốc chiếm được Biển Đông thì Nhật cũng thiệt hại rất nhiều về kinh tế.
Thứ hai là việc cân bằng sức mạnh trên Biển Đông có ảnh hưởng lớn với an ninh trong khu vực biển xung quanh Nhật Bản, đặc biệt là đối với vùng biển Hoa Đông. Vì vậy, Nhật Bản rất quan ngại với những căng thẳng trên Biển Đông. Và cuối cùng là khi Trung Quốc triển khai chương trình tên lửa đạn đạo hạt nhân trên Biển Đông, thì Nhật lo ngại là Trung Quốc sẽ gia tăng khả năng hạt nhân. Và nếu họ thành công trong việc thực hiện chương trình đánh chặn hạt nhân trên biển với Mỹ, thì sẽ làm giảm khả năng bảo vệ hạt nhân của Mỹ đối với Nhật. Và vì vậy mà chính phủ Nhật Bản cũng quan ngại đến những căng thẳng gần đây trên Biển Đông. Nhân tiện nói về việc Nhật Bản quan tâm đến Biển Đông, thì nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng Nhật có quyền can thiệp vào Biển Đông như thế nào? Việc họ tuần tra trên Biển Đông có sai hay không? Thì theo luật quốc tế, hoạt động tuần tra trên biển và trên không của Nhật Bản ở khu vực Biển Đông, ở các vùng biển khơi và tuyến đường qua các vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven biển là hoàn toàn hợp pháp với luật quốc tế. Bên cạnh đó thì Nhật cũng là lãnh đạo trong thỏa thuận hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang, nên tàu của Nhật tuần tra trên Biển Đông và hợp tác song phương với các quốc gia ở Đông Nam Á thì đều tuân thủ theo nguyên tắc chung của khu vực. Bên cạnh lý do Nhật có lợi ích quan trọng ở Biển Đông, thì việc Nhật có ý định viện trợ quân sự cho Việt Nam cũng là một phần trong mối quan hệ tốt đẹp của Việt Nam và Nhật Bản. Tính đến hiện tại, Việt Nam và Nhật Bản đang ở cấp độ ngoại giao là đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình năm 2014, nâng cấp từ đối tác chiến lược năm 2009. Ông Đinh Tiến Dũng từng gọi mối quan hệ với Nhật là đối tác chiến lược toàn diện, nhưng xem danh sách của một số báo thì trong các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam lại không có Nhật Bản, không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng mà thôi, dù là đối tác gì thì thực tế Nhật Bản vẫn là một quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng với Việt Nam. Nhật Bản vẫn là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Họ là nước cung cấp viện trợ ODA song phương lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn lên đến 30 tỷ đô. Họ cũng là đối tác hợp tác lao động thứ hai, là nhà đầu tư thứ ba và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, đem lại lợi ích quan trọng cho Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã khẳng định rằng quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành đối tác tin cậy cao trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Hai bên không ngừng củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh qua các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước. Như vậy, Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng đẩy mạnh việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả an ninh và quốc phòng. Mong rằng trong tương lai, mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc. Tất nhiên là như đã nói ở trên, việc chúng ta nâng cao sức mạnh không phải để đánh nhau với Trung Quốc, mà chỉ là để chúng ta muốn Trung Quốc phải dè chừng. Khi cán cân quyền lực giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực trở nên cân bằng, thì hòa bình sẽ được đảm bảo. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.